Đây anh chị có thể thấy ha, đường xá nhìn quá đã luôn anh chị. Đường nhựa rộng khoảng là trên 6 mét đó chị. Nay Điền có một cái sản phẩm ha, đất vườn. Nói chung là xung quanh là người ta trồng nhãn, trái cây này kia không à, tiêu này kia. Nói chung là vị trí này thì cũng gần dân anh chị ha, dân trong này cũng hơi thưa. Hiện tại Điền đang ở đây thì ở ngay xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Thì như vị trí Điền đang đứng đây thì cách ra tỉnh lộ 329 cũng như là gặp ngay ủy ban xã Hòa Hội đó khoảng vài trăm mét anh chị ha. Mình đi đường này cũng được ha, không nữa mình đi đường này cũng được. Nói chung là đường nhựa thông thương. Như chỗ này thì nước máy thì cũng chưa chắc đã có, nhưng mà về cái điện đài thì thoải mái vô tư ha, có cả điện hai pha luôn chị ha. Đó, và nay Điền có một cái sản phẩm đất vườn chủ cời bán á chị. Nói chung là giá cũng cực kỳ hợp lý cho cô chú mình, giá cực kỳ hợp lý cho cô chú mình ha. Thì trước khi quay review chi tiết thì Điền nói sơ về cái diện tích đó chị, và Điền sẽ báo giá luôn. Đó, nông sản mình thì đang có diện tích là ngang là 33 mét mặt tiền đường này chị. Đó, một cái diện tích gọi là bám theo mặt tiền đường nhựa quá đã luôn chị ha, 33 mét. Và sâu là một cạnh bên này, ranh từ đây ha, cạnh bên này là 64 mét rưỡi. Đó, và cạnh bên kia là sâu chỉ có là 60 thôi. Và hậu mình là còn là 32 mét đó chị ha. Nói chung là với cái diện tích đất xào này 2.000 mét vuông này thì top hậu một chút xíu cũng không đáng kể anh chị ha. Nói chung là nó cũng không đáng kể lắm. Đó, qua bên này là nói chung là hiện tại trái đất thì đang đất trống. Hồi trước thì chắc là gia chủ mình trồng tiêu trồng gì đó, nói chung là không đạt năng suất nên là cũng bỏ ra anh chị ha. Không trồng ấy nữa, và hiện tại đang đất trống thôi. Đây, nói chung là ranh mình thì hiện tại xung quanh đất mình thì đang rào kẽm B40 và trụ bê tông anh chị ha, kẽm gai và trụ bê tông. Đó, bao hết đất luôn. Đó, ranh móc rõ ràng ha. Và đang có hướng là hướng nam anh chị nha. Và giá em đề nghị mình sẽ báo giá ra cô chú gì không ngờ tới luôn. Giá đang cần bán là 1,5 tỷ anh chị. 1,5 tỷ mà sở hữu được cái mảnh đất 2.000 mét vuông, 33 mét mặt tiền đường nhựa này. Một cái con số được gọi là một cái giá rất là hời luôn anh chị ha. Đó, sổ sẵn anh chị nha, sổ riêng rồi, đường hiền hữu ha, đường nhà nước ha. Đó, cô chú anh chị mình tha hồ mà làm nghỉ dưỡng, nhà vườn, đầu tư sinh lời, có thể cắt hai được ha anh chị ha. Muốn sản mình có thể cắt hai được, mỗi lô được 1.000 mét vuông anh chị. Hiện tại bất sản mình thì chưa phủ hồng anh chị ha, đất là đất quy hoạch trồng cây lâu năm. Đó, nhưng mà xung quanh thì có những chỗ là nó phủ hồng rồi chị ha. Từ Sài Gòn mà cô chú di chuyển về đây thì khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ đi cao tốc ha. Mình ra trung tâm huyện, Xuyên Mộc cũng như là Thiện Phú Hữu thì khoảng đâu đó là khoảng 10 cây số ha. Và ra biển gần nhất là biển Hồ Tràm khoảng là 15-17 cây ha. Nói chung là cũng không gần lắm. Đó, còn sở hữu tiện ích tình yêu thì mình ra vài trăm mét ra đầu đường tỉnh lộ 329 là đầy đủ rồi anh chị. Ở đó có chợ, trường học các cấp và ủy ban này kia đầy đủ rồi. Đó, rồi cô chú nào quan tâm bất sản liên hệ Điền nha. Điền nát lại một lần nữa, diện tích là ngang là 33 mét, sâu là 65, 2.000 mét vuông tổng diện tích, đang cần bán là 1 tỷ, có hướng nam anh chị ha, sổ riêng công chứng ngay. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Thì chỉ là mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng. Điền cô chú nhìn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.